Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thật hư chuyện Lệ Quyên mang thai với Lâm Bảo Châu. Bỗng nhiên mặc quần áo rộng để lộ vòng bụng lùm xùm, Lệ Quyên vướng tin đồn mang thai. Cô đã phản ứng ra sao trước tin này? Chuyện tình cảm của Lệ Quyên và bạn trai kém 11 tuổi thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sau khi dọn về chung một nhà, cặp đôi vướng nghi vấn có tin vui thông qua một bức ảnh của nữ hoàng phong trà. Theo đó, sau khi lộ bức ảnh với vòng hai khá lùm xùm được che chắn bởi chiếc váy rộng, Lệ Quyên khiến dân tình nghi ngờ đã mang thai con của Lâm Bảo Châu. Vốn có sở thích diện đồ ôm sát khoe dáng, thế nhưng lần này nữ ca sĩ lại mặc đồ rộng thùng thình trước ống kính. Điều này khiến dân tình càng rần rần hơn nữa với nghi vấn bầu bí của Lệ Quyên. Giữa thời điểm tin đồn đời tư lan truyền trên mạng xã hội, Lệ Quyên không có phản hồi trực tiếp về điều này. Thay vào đó, người đẹp bày ý liên tục tung những hình ảnh khoe dáng thanh mảnh, gọn gàng và đặc biệt là vòng eo vỏn vẹn 58cm với không chút mỡ thừa. Chụp lại khoảnh khắc nghỉ ngơi sau khi tập thể dục, Lệ Quyên tự hài lòng với thành quả đạt được và khẳng định số đo vòng eo hiện tại chỉ còn 58cm. Với loạt hình ảnh cận vòng eo, Lệ Quyên như đang khéo léo phủ nhận tin đồn mang thai với tình trẻ kém 11 tuổi. Lệ Quyên khoe vóc dáng sau khi luyện tập, cô tiết lộ vòng eo hiện giờ chỉ 58cm. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 9, cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hạnh phúc chia sẻ hình ảnh nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau. Bên cạnh hình ảnh sánh đôi cực ngọt, Lệ Quyên còn hớn hở khoe loạt khoảnh khắc khi được nhận hoa từ bạn trai. Với hình ảnh phản chiếu trong gương, nhiều người suy đoán Lâm Bảo Châu là người trực tiếp ghi lại những hình ảnh này cho bạn gái. Trong khi đó, nữ hoàng phong trà với dáng vẻ dịu dàng e ấp và gương mặt đầy mãn nguyện trước món quà ngọt ngào từ tình trẻ. Điều khiến dân tình chú ý nhất ở đây chính là phòng bụng to hơn mọi khi. Điều này khiến dân tình xôn xao rằng Lệ Quyên đã mang thai. Thế nhưng qua động thái mới nhất, có thể hiểu rằng chiếc đầm rộng đã gây ra hiểu lầm. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên vướng tin đồn này. Vào tháng 2 năm 2021, trong đoạn clip ghi lại cảnh đứng hát trong bữa tiệc, nữ ca sĩ gây xôn xao khi để lộ vòng hai nhô lên bất thường. Thời điểm đó, dân tình cũng nghi ngờ giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn có thai, bởi cô vốn là người rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Thế nhưng khi thời gian qua đi cũng không thấy động tĩnh gì, dân tình có thể hiểu được rằng vòng bụng nhô lên bất đắc dĩ đó chỉ là sự cố tăng cân và chiếc váy góc chụp không được ưu ái mà thôi. Thực tế, nhiều sao nữ khác cũng từng vướng phải tin đồn bầu bí vì lỡ tăng cân, diện đồ rộng. Chính vì thế, không khó hiểu khi họ luôn giữ gìn vóc dáng để có diện mạo hoàn hảo nhất trước ống kính. Không chỉ là nữ ca sĩ xinh đẹp, thành công, Lệ Quyên cũng được biết đến là một người rất diều chi và là yêu nữ hàng hiệu của làng giải trí Việt. Gần đây, nữ hoàng phong trà gây sốt khi khoe bức ảnh tạo dáng giữa 10 chiếc túi Hermes. Những chiếc túi xách của thương hiệu này vốn đều có giá trị hết sức đắt đỏ. Trong số những thứ xa xỉ Lệ Quyên đang sở hữu, có thiết kế Hermes sử dụng da cá sấu bạch tạng. Được biết, mỗi chiếc túi da cá sấu bạch tạng của nhà mốt Pháp có giá dao động trên thị trường từ 2,5 đến 6 tỷ đồng. Bên cạnh dàn túi xách giá trị xung quanh, Lệ Quyên cũng gây chú ý khi phối váy, trang sức, kính, khuyên tai, giày đầy ấn tượng. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại kênh tin mới nhất của mình nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.